Chào mừng quý cô bác và anh chị đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, người tuổi Quý Hợi được mọi người xung quanh quý mến và tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trong tháng 9 âm lịch, họ có những thành tựu vượt bậc về tài lộc và công danh sự nghiệp. Quý vị hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp thì sẽ giúp bầu không khí trở nên hài hòa hơn, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn. Vậy trong tháng 9 âm lịch, thành công của những người tuổi Quý Hợi rực rỡ như thế nào mà khiến các hầu hết các con giáp phải ghen tị? Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Hợi 1983 có mệnh đài hải thủy là người coi trọng vật chất, chẳng có nhu cầu quá lớn về tiền bạc, nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc tài lộc bất ngờ cứ ùn ùn tìm đến. Tuổi Quý Hợi dường như có khả năng cuốn hút hoạch tài, vì thế mà có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn những người khác. Bản mệnh chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có được tài lộc dồi dào trong tay. Khi làm việc thì nên bình tâm tĩnh khí, đừng để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Trong chuyện tình cảm, họ cũng không phải là người có chính kiến, đối phương nói gì nghe nấy, đặt đâu ngồi đấy. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tuổi Quý Hợi không biết phân biệt đúng sai. Với những kẻ nói một đằng, làm một nẻo, bản mệnh từ chối tin tưởng, thất vọng mà dần mất đi niềm tin vào tình cảm. Con giáp này không phải là người lãng mạn, không sống với những chuyện ngôn tình nên cần có một người có trách nhiệm yêu thương mình. Sự nghiệp của người tuổi Hợi trong năm 1983, sự nghiệp của người tuổi Hợi sinh năm 1983 tổng thể phát triển ổn định trong tháng. Bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế bạn nên có khả năng quan sát, đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của ai. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng cần cố gắng dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành, chiếm đoạt của người khác, nếu không dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của người tuổi này về cơ bản là hài hòa, dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nhớ giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Việc đó tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Xét về thiên can, Quý Âm Thủy gặp canh Dương Kim nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Quý Hợi trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không mong muốn và làm phật lòng những người xung quanh mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 9 âm lịch, tuy có quý nhân trợ lực, song tuổi Quý Hợi cũng sẽ phải đối mặt với một số biến động trong chuyện công việc. Gia chủ dễ vấp phải sai lầm, tự mang tai vạ cho bản thân vì sự cầu thả và chủ quan. Hơn nữa, vì làm việc tùy hứng, thiếu tính kỷ luật, dễ bỏ dở nửa chừng. Khi sự hăng hái ban đầu qua đi, nên việc gì cũng chỉ có kết quả nửa vời, khó đạt thành công lớn. Khi đó bạn sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian để giải quyết mớ rắc rối do chính mình gây ra. Càng là người đứng ở vị trí thế cao thì càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chỉ một nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần phải biết mình là ai, mình đang ở đâu và cần phải làm gì. Nếu bạn muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại, đây chưa phải thời cơ tốt. Bạn sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực của bạn cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận mà dẫn đến quyết định sai lầm. Mặc dù công việc không quá thuận lợi nhưng bạn có cơ hội tiếp xúc với nhiều hạng mục công việc mới. Điều đó là tiền đề để phát triển, tạo những cơ hội bứt phá sau này cho bản thân. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Xem tử vi tuổi Quý Hợi tháng 9 âm lịch, tài lộc là một trong những điểm sáng của con giáp này. Đặc biệt là với người làm kinh doanh, bạn dễ dàng thu về những khoản lợi không nhỏ nhờ có kế hoạch tiếp thị, đa dạng hàng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và khách hàng. Tuy nhiên, tài chính rủng rỉnh đồng nghĩa với việc mức chi tiêu của mệnh chủ cũng tăng lên. Nói cách khác, tháng này người tuổi Quý Hợi vừa có thể kiếm tiền lại vừa chi tiêu khá nhiều. Ngoài ra, việc kiếm tiền không hề dễ dàng. Ngược lại, bản mệnh phải rất vất vả, hao tổn nhiều công sức mới đạt được mục tiêu tài chính của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tháng 9 này người tuổi Quý Hợi hay muộn phiền, tinh thần bất an lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Muốn khỏe mạnh thì bạn phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại mà thôi, vì những gì bạn làm hôm nay cũng được xem là nhân quả cho tương lai đấy. Gia chủ cũng cần đề phòng các bệnh về tim, não, máu, đường tiêu hóa, bởi những cơ quan này đang ẩn chứa nhiều nguy cơ mà bạn không lường trước được. Ngoài ra, trong năm cũng cần chú ý tĩnh dưỡng, giải tỏa cảm xúc thích hợp, chớ nên để tinh thần căng thẳng trong thời gian dài, cũng không nên đi đến những nơi lộng gió để tránh các chứng cảm mạo phong hàn. Một chế độ sinh hoạt khoa học, tập thể dục thường xuyên kết hợp với thái độ sống khiêm tốn, không so đo hơn thua với người khác sẽ giúp bạn giữ được nền tảng thể chất khỏe mạnh. Các gia chủ tuổi Quý Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo, xem tử vi tháng 9 âm lịch không hoàn toàn lý tưởng đối với đường tình duyên của tuổi Quý Hợi. Bạn có tương đối ít cơ hội về tình cảm, mọi thứ dậm chân tại chỗ, khó có bước đột phá như ý muốn. Mặc dù đào hoa khá phượng, nhưng riêng nữ mệnh có thể dễ gặp phải vận đào hoa xấu hoặc cảm thấy phiền lòng với sự đeo bám, đeo đuổi quá mức nhiệt tình của người mình không có tình cảm. Lời khuyên cho bạn, dù không thích, bạn cũng nên lựa lời phù hợp để từ chối khéo léo, tránh quá mức thẳng thừng gây ra phản tác dụng. Với nam bạn, cơ hội tình cảm nhìn hơn một chút, nhưng cũng cần dành thêm thời gian suy nghĩ về tình cảm thật sự của mình, chớ vội đưa ra quyết định chỉ vì cô đơn, bởi như thế là không công bằng cho cả hai bạn. Với những ai đã kết hôn, gia đạo có phần bất ổn nhưng ở mức độ tiểu hung, sẽ có những xáo trộn xảy ra, đòi hỏi các thành viên học cách thích ứng, càng nhanh càng tốt và cùng nhau san sẻ để vượt qua thời gian khó khăn thì mọi chuyện không có điều gì đáng lo ngại. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần, tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục Hợp Mão, Tam Hợp Dần và Ngọ Thành Hỏa Cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Quý Hợi trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 9, tức ngày 7 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 9, tức ngày 19 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền vào những việc cần thiết và không nên buông tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Hợi trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 9, tức ngày 4 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 9, tức ngày 16 tháng 10 dương lịch, có nạp sát là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại.
hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi tuổi Quý Hợi trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé! Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!